Thôi chào mừng bạn quay lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay là mùng 2 Tết nha các bạn. Ở bên đây mình về quê mình ở Sông Rây chứ. Mình có cái này muốn cho các bạn coi nè. Đây. Các bạn thấy gì không? Vườn bưởi xum xuê triệu quả. Điều đặc biệt cái này là quá trời trái nha các bạn. Hôm nay là mùng 2 Tết mà những cái vườn bưởi ở đây trái vẫn quá trời, có nghĩa là Tết vừa rồi ở không bán được mà. Người dân ở đây là gần như là nhà nào cũng trồng bưởi quá trời, nhưng mà mùa Tết này bán không được, giá rất là rẻ. Giá rẻ có tại vườn á có mấy ngàn đồng ký không? Có khi 5-6 ngàn đồng ký, 7 ngàn đồng ký. Thấy sợ, bây giờ còn quá trời mà bán còn không được nữa. Hình như giống những vườn bưởi này nè, đó là còn khoảng có người thì còn khoảng 10 tấn, người còn khoảng 15-20 tấn, có người 30 mấy tấn, không bán được. Bên đây là của mình thì may mắn hơn một xíu là bán được hết, nhưng mà giá thì nếu mà bưởi mà dạng bưởi xấu bán có mấy trăm đồng ký, bán có mấy trăm đồng ký rồi, còn bưởi mà được thì bán khoảng 10.000 ký, 12.000 ký. Đây nhiều nhà nó vườn kế bên nên bưởi giờ là coi như là để riết nó muốn khô luôn, nhưng bán không được mà khủng khiếp không, quá trời luôn. Khiếp là nông dân khổ lắm bạn, được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Giống như ở đây là vườn này cũng ít nha, ở mé ngoài kia đây. Vì chi một vườn nó khoảng tầm khoảng 30-40 tấn. Đây là vườn của mình thì một ít nó còn nhỏ, nhưng mà ở khu bên kia là nó lớn rồi, thu hoạch được mấy năm mà. Thì bán giá rất là rẻ, bán rất là rẻ, nhưng mà cũng may mắn là bán hết. Còn đây là chủ vườn của người ta, nó vườn của người khác. Tôi thấy còn trái quá trời. Đây trái còn treo lỏng nhỏng ở trên đây nè, đó. Bữa nay là mùng 2 Tết nha các bạn, chiều mùng 2 Tết mà vườn bưởi còn vậy cũng là ấy, thực sự là không có người mua luôn mà. Cái vườn này rất là rộng các bạn, cái này mà nó phải là vài chục tấn. Trái lỏng dỏng sót chưa, mà bưởi để lâu quá là cái ruột ở trong nó không còn nước nữa. Bưởi để lâu quá nó ở trong nó hết ngon rồi, nó không còn nước nữa mà nó cây tiểu quả luôn mà. À sót chưa, tội nghiệp với người nông dân chưa. Khủng khiếp. Cái này mong sao mà thương lái này sao mà một lời gì có chính sách gì đó hỗ trợ, chứ kiểu này là người dân chết chỉ có đường chết, người dân chỉ có đường mang nợ chết, thì bỏ công
bỏ công sức với lại tiền bạc phân tro năm trời trông cho cuối năm bán được bưởi được mùa. Nhưng mà như vậy gặp cảnh như vậy thôi, nợ chết quá khủng khiếp, mấy chục tấn, kiểu gì mà trong Tết mà bán không được thì ra Tết kiểu gì mà giải quyết cho được. Vườn rất rộng mà sâu thăm thẳm như kia mà chưa hái được cái nào hết. Hình như mình nghe nói là cái vườn này chỉ bán được có 1 tấn, vườn này mấy chục tấn mà bán được chỉ đúng chỉ có 1 tấn. Cái này phân tro rồi này, chuẩn bị vô nó nữa. Chuẩn bị vô nữa mà bữa bán không được, khủng khiếp quá. Rồi cảm ơn bạn đã xem video của mình ha. Năm mới thì cũng chúc bà con cô bác năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc bà con nông dân được mùa được giá. Thì lời cuối cũng mong muốn là mấy bạn hay là chính phủ hay là mấy cơ quan có thẩm quyền cũng hỗ trợ giúp những người nông dân, chứ tình trạng này là những người dân ở đây là làm nợ khổ lắm, làm nông dân khổ lắm rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn ha. Thank you.